Chứ của em uống trên hết này, uống không? Uống đi. Không uống hả? Không uống hả? Vâng. Bóp nhá, bóp ra đi. Đấy, làm như thế. Em ăn đi. Ui, dài thế. Thế đấy nhỉ. Rồi em. Ui. Ui. Đúng nhá. Ngon à? Ừ. Ngon. Em cầm đi. Ừ, được rồi. À, chỗ của em chưa uống hết rồi. Muốn à? Muốn này. Ta. À. Đấy. Này, em cầm này. Nhìn đi. Nhà. 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 Nhà
ngon không? Ngon hơn không? Ngon không? Mình lại. Cái này chưa hỏi được. Đó, cho nhà này rồi. Mình sẽ hỏi. Vậy anh coi gì? Mình lại thật đấy. Ya mano con eh. Ừ. Đấy, tao lên hạ. Em ơi. Ừ. Ăn gì đấy? Muốn à? Muốn chưa à? Ngon không? Đi kiếm tiền mua sữa cho em nhé. À, em không làm nữa. Đi kiếm tiền mua sữa cho em nhé. Nha. Chứa cho em nào nhé. Thế không? Thế ăn không? Sao đấy? Sao đấy? Mẹ nhà nhá. Nhá. Mà cái đi. Mẹ ra đây. Mẹ ở đây hết. Làm sao? Em làm sao? Làm sao thế này? Bye em nhá. Bye. À. Bye nhá, ngoan nhá. Cùng. Cùng mẹ cái này. Cùng nè. Bye nhá. Bye.
con bò nhé. Ngồi trên xe á, trên xe mẹ cống nào, ướt từ mẹ cống này. Đi xem con vịt nha, xe con vịt nha, ạp nha, đi xem ạp nha. Đây mẹ chưa? Đi nhé, đi con bò nhé, con cởi mũ nhé, con không được cởi mũ nhé, đi đi con bò nhé, đấy đấy, cầm nhá, không được vứt nhá. Cầm nha, vứt tí không cho đấy nha. Lên đây. Lên đây anh nhặt tí.
kẹo cho em nhé. Em ăn kẹo không? Em ăn kẹo không? Ăn kẹo không? Ăn kẹo nhé. Đi mua kẹo nhé. Ăn kẹo cho em ăn nhé. Ăn kẹo nhé. Em đi mua kẹo không? Đi mua kẹo ó. Đi mua sữa nhá. Mua sữa cho em nhá. À, mua sữa à? À. Không khóc ó, đi mua sữa ó. Được rồi, đi ạ. Đi bốn nước nhá. Mẹ đưa em đi bốn nước nhá. Bốn nước ở dưới nhá. Được rồi, đi thôi, đi thôi, đi thôi. Uống nước nào, đi nào. Đi đi. Đi cho mẹ đi một bát nước. Một bát nước ở dưới nhá. Đi nhá. Được không nhá. Đi rửa chân, rửa tay đó. Đi một bát nước đó. Không đi nhá, ngã đấy, buồn đấy, buồn đấy. Ngồi đấy, ngồi đấy. Dạ, anh gọi em ạ. Ừ, đi đâu ấy? Em đi làm thuê. Đi làm thuê à? Vâng. Chờ được cây không? Dạ, có. Anh thấy tổ ăn ở trong kia chờ được đi hội anh chờ. Vâng. Thì bắt đầu thì anh là tiền công. Vâng, thế cũng được. Thế anh đi vào nhà lấy áo ấy, anh lấy quần áo đấy. Vâng.
cũng có mưa rồi, nóng chứ mà, vẫn vốn có. Không hòa là hết đang khẩn. Khổ khổ ha ha ha. Khổ khổ 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 ha ha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nay à hả? Như cái lộn quá à. Một phía hồi nay. Một phía hồi nay. Nói vô anh. Vô anh nhìn vô. Em gần à? Cháu. Một phía hồi tao quay nay mà. Như giảng học tiêu này, mà bây giờ mời giờ này mà. Ừ, giờ không mời giờ này đâu. Đi làm lại cuốn đây này, hướng dân tại chỉ trạng mưa y phẩm mà hả? Cuốn đi cái mời giờ này mà. Này mà cần cây dưỡn. À, giờ mai toàn gần nhập giao lúc này của các bạn rồi. Giờ làm lại cuốn đây, dân không được che. Đúng rồi. Cuốn đi cái mời giờ này mà. Ừ. Em mời cái mời cây dưỡn. Dưỡn dưỡn nào giờ này. Đi trả em hả đó. Chưa. Chưa. Con cho mà em à. À. Mà như chẳng nhìn đó. Chẳng nhìn đó hỏi của tài hả? Như thế có tài. Chẳng nhìn hả? Chẳng mưa y tao hả? Chưa. Nhìn lụng mà. Chưa. Rồi xin nút phông mà. Rồi cây rột cho mà. Giờ mà chơi à, dính rửa, mời rửa mà chơi. Cả. Cả to cả em rồi đó. Ừ, giờ mày peo à. Giờ mày peo đó. Vâng, peo tôi dừng xem đi, bên em khả em. Ừ. Mấy chàng tôi vừa mới bỏ gì chủ gì peo. Vì hai lầm lối à, sai lầm lớn của con đời nhá. Đấy mà em bây giờ cho mày em khoảng mười ruộng cây ruộng mà. Ừ, dưỡng ruộng đó. Hôm nay chở dưỡng ruộng. Vâng. Rồi, căn như ruộng mình xây dựng peo đi mà. Vì nay giờ mày biết giờ ăn của giờ của tôi ăn giờ cần mồi à mồi cần giờ ăn cần mồi à mồi lâu giờ cần mồi mồi cần giờ đi mồi cần giờ ăn cần mồi mồi cái đi cả ruộng này cả em á ruộng mồi ruộng mồi trai có đi cả mồi ruộng này ừ thảo mà biết có đi cả mồi cho nam à ừ giờ mồi 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 chuẩn nó to rồi mồi Ghê đấy. To thế nhỉ. Rồi tuần này, tuần này. Đi tặng em ấy, đi hát em thằng này. Mở cô đi ra mà. Mời tuần mà treo này. Chứ cần mời tuần à. Nhà lại còn đây ấy hồi hơn á con phụ nhà ca mười nhà mà kế mười y ăn cơm mười à hộ mười ruột đấy mười ca y ruột à ăn ruột à đi chặng mười y ruột mà hả nè em nhớ là mười y chặng ham nè hả mà con dê tiệt ca nè cho mà mười cứ nhớ là nhớ là ruột kéo đi vâng chàng mới đi toàn mà ai lọ thế mới quân nhiệm tiền ra mới giao mà muốn quân nhiệm tiền gì thế rồi mà chơi này giúp cô mời anh ấy nào rồi mà chơi đi tiền à đấy đi ra lại cuộc đời này đi thừa trời mưa này sao thế đi nhé, đi tiêu, em nhớ mà. Năm nay thì các bạn mượn một bữa mượn cuốn đi tiệc căn này nhớ mà. Ờ, mượn rồi tiêu anh, rồi mượn tiêu anh. Dạ hãy. Mượn tài trợ này thì nhau đâu. Cái này biết máu không? Không, biết máu bao giờ chưa? Để quần áo. Cái này đấy.
ăn nữa. Đây cẩn thận đó. Thì đang lại cuộc đời nãy mời vui cả mời anh ai mà mời rửa này em phụ mời anh ai nào rửa mời béo đi sai lầm lần hồi nay rửa mời hết dạ rồi trả lỗi em vua rửa này mời rửa mời béo đi sai lầm quá mời vui béo béo này mời cái gì mình rửa béo cũng là hay tòng kiếm mua ha. Mỗi lúc cứ nghĩ là bạn bè mình hô nhưng mà hết thà lúc tay trắng nó bỏ rơi hết lắm á. Chỉ cần mai mua thì kiểu gì ha. Nhưng mà khi mà em bỏ nó dây hẳn làm cả hạt mất khảo hạt tao nha. Kẻ mua những căn mình ruộng nào. Khi mà tại thôi gì sẽ căn mình ruộng. Tôi vô mày chuẩn bơ gì khi những can mà rửa những xiên nào mà rửa mà peo ấy những can mà rửa nào mà gì cái rửa nè rửa peo này gì hay peo mà hành khi đến hành mà hành nhung cả rửa peo mà hành nhung quan trọng bằng mỗi y toàn mà này mỗi cây rửa nè những cây mà rửa nào mà rửa nó chơi cây rửa này giờ đồ cần hay tủi thân nè cây mồi lúc mồi quả giờ cần giống hai con tủi thân hả giờ hai sai lầm nhá lúc giờ tủi mồi mồi đang trong cân say giống thiếu hàng nhỏ nên là cây mồi giống cây mồi rửa nào có thể bỏ qua cái này lúc qua giờ hôm tiêu về giờ cứ nghĩ bạn bè trên hết nhưng mà sau này thì phát hiện ra là bạn bè không thể mang vợ con nữa. Khi mà nghĩ là không kịp nha. Không kịp nha, em à. Con. Không kịp rồi nha. Mới lâu giờ hộp tiêu yến làm chủ tôi bản thân nên quên làm chủ gì à? Ôi buồn gì cả mời yến em à, hai mươi rửa cái rửa mà. Nhất cả mời rửa lò, mời rửa cha mình. Nhất cả mời rửa lò, mời rửa mình. Rửa, rửa mà béo đi. Nhất cả mời rửa nào? Nhà em không về đâu, nghỉ đây sẽ thích hơn nhá. Đây vui hơn mà. Mày rửa mày béo đi. Cái mày rửa lò. Mày rửa nè mà. Khi mày sẽ nghĩ tôi cho đi tồn nha. Mày lúc mày nghĩ tôi cho đi tồn nha. Nhìn cầm nha. Nó nãy chọc với em. Rồi. Rồi nó chạy. Em. Em bé. Rồi nó chạy.
nó chứ. Rồi nó chơi. Rồi nó chơi. Ok, rồi mà. Được cả mì nha em nha. Được cám rồi. Đánh. Không
về cái gì, không về thì ở đấy nhá. Ai vậy? Ai mày con theo anh về đi. Không về đâu, ở đấy đi. Không về thì ở đấy đi. Theo anh đi về đi. Không, không về đâu. Bực cả mình nhá. Bực quá. Chào anh về đi. Đã bảo là không về rồi còn. Cút đi về nhà đi. Chào anh đi về đi. Đi về nhà đi. Không ở đây nữa. Không nghe thấy à? Chào anh đi về đi. Lì đấy nhở. Vào đây. Đi về nhà đi. Bảo đi về nhà. Đi về nhà đi. Cho anh, theo anh về đi. Đi về nhà đi. Đi về nhà đi, không về đây nữa. Vợ theo anh về đi. Cút đi về nhà đi. Vợ không về, anh cứ ngồi đi chơi. Kệ. Không liên quan. Lấy được à? Lấy được rồi. Cảm ơn nhé. Anh được có 200. Cái gì đậm bữa ngon rồi. Vâng. Cảm ơn nhé. Vâng. Thôi em đi nhé. Ừ. Mà xem kìa. Thằng cha tồi của con kìa. Vâng, đánh cho anh về đi. Ừ, đuổi mình ấy nè nhờ. Lúc con bé bé đây, đuổi mình ra ngoài ấy, không cho mình ở nhà ấy. Đánh cho này. Đúng rồi. Đánh cho, bây giờ ở đấy. Ừ, vợ ơi, cho anh về đi. Đánh cho. Hai mẹ con theo anh về đi mà. Vậy giờ anh về đi vợ. Ôi dài thế.